Rồi hôm nay sẽ quay cho các bạn và các thầy cô một cái kỹ thuật rồi, có thể gọi là nâng cao của cái phần PowerPoint. Nhưng mà cái mình làm đó là tạo một cái đồng hồ gọi là đếm ngược. Ví dụ như trong khi giảng dạy hoặc là các bạn học ứng dụng á, làm một cái đồng hồ đếm ngược cho một cái trò chơi, thời gian cho một cái câu hỏi, có thể là 15 giây, 10 giây hoặc là 5 giây. Ở đây để minh họa cái kỹ thuật này thì mình chỉ làm 5 giây thôi. Thì ví dụ như khi mà mình trình chiếu lên, trình chiếu thì nó hiện cái nội dung câu hỏi và các cái câu trả lời. Mình cho học sinh hoặc là sinh viên á có cái thời gian để mình tính thời gian. Ví dụ ở đây 5 giây, mình bấm vào cái đếm ngược này. Thì mình sẽ cho hiện từ đếm ngược từ 5 cho tới 1 và hết giờ. Đấy. Khi hết thời gian thì mình sẽ cho sinh viên hoặc học sinh nó biết cái đáp án của mình cho cái câu hỏi. Đấy. Bằng cái tạo cái hiệu ứng nhấn mạnh liên kết với kỹ thuật gọi là tạo hiệu ứng trigger. Thì để làm được các cái kỹ thuật này thì ngoài những cái kiến thức cơ bản mình thiết kế các đối tượng trên slide của PowerPoint, thì mình cần phải có các cái kiến thức về thiết lập các cái hiệu ứng trên đối tượng, hiệu ứng animation, hiệu ứng nhấn mạnh, và một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật tạo hiệu ứng trigger. Thì cái video mà tạo hiệu ứng trigger thì đã có rồi, thầy cô nào hoặc là bạn nào chưa biết thì có thể xem và làm để mình nắm được cái kỹ thuật tạo hiệu ứng trigger thì mình mới làm được cái kỹ thuật này. Nói chung kỹ thuật này nó tương đối là nâng cao, nó không nằm trong chương trình cơ bản mà nó đòi hỏi một cái kỹ thuật nâng cao hơn. Thì tôi đã minh họa cái mục tiêu và cái việc sử dụng của cái đồng hồ đếm ngược. Thực chất là tạo đồng hồ đếm ngược nên có nhiều cách, nhưng mà cái video này tôi sẽ chỉ cái cách là tạo đồng hồ đếm ngược bằng kỹ thuật tạo hiệu ứng trong PowerPoint. Còn có thể video tiếp theo thì mình sẽ làm cái tạo đồng hồ đếm ngược bằng cái file plot ta có sẵn, và một cái kỹ thuật tạo đồng hồ đếm ngược nữa cho cái thời gian lâu hơn, ví dụ 10 phút, 15 phút. Thì lúc đó mình không thể làm bằng cái hiệu ứng PowerPoint đơn giản về được, nó rất là nhiều cái hình chồng lên nhau. Thì lúc đó mình xử lý cái bằng cái macro, trong đó có cái lệnh như là của ngôn ngữ VBA. Thì đây là một cái kỹ thuật tạo đếm ngược đầu tiên dùng hiệu ứng PowerPoint. Đó là tôi nói sơ qua. Bây giờ mình tiến hành cũng cái câu hỏi này thì mình tiến hành tạo. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra cái hiệu ứng trigger của cái đáp án này, mình có thể bỏ đi, tạo sau. Bây giờ mình sẽ làm cái đối tượng. Thì nãy tôi đã giới thiệu qua rồi cái lợi ích của những cái công dụng của việc sử dụng tạo cái đồng hồ đếm ngược. Bây giờ mình tiến hành là các cái kỹ thuật. Thì mình dùng một cái đối tượng shape. Cái này thì mình có thể chọn màu tỉ ha, ví dụ cái màu xanh. Thì đầu tiên mình liếc vào cái chữ đếm ngược thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái test này, đánh chữ vào. Thì cái này là nó phải mình tạo cái hiệu ứng xuất hiện cho cái đối tượng này. Rồi. Mình để ý hướng xuất hiện để thực hiện mình thực hiện đó là mình cho cái độ trễ thực hiện cái hướng là 50, tức là nửa giây đấy. Mình xuất hiện luôn cùng với các đối tượng khác không cần biết chuột, với đối tượng trước xuất hiện cùng với đối tượng trước. Khi mình liếc vào cái chữ đếm ngược này thì cái đối tượng này nó phải mất đi. Như vậy là mình sẽ cho nó cái hiệu ứng thoát, fade. Và lưu ý cái hiệu ứng thoát này là khi mình liếc chuột thì nó mới thoát và cũng là nửa giây. Rồi khi mình làm tất cả các hiệu ứng xong thì mình mới gọi là cho nó tạo cái trigger cho nó, tức là khi liếc vào cái lúc này, cái đối tượng này thì nó mới thực hiện. Bây giờ mình đặt sang một bên
Ví dụ như bây giờ mình trình chiếu cái này, mình thực hiện mình sẽ thấy nè. Cái này mình chưa tạo trigger đấy. Mình viết thì nó sẽ mắc bây giờ. Nhưng mà đúng ra là phải tạo trigger một chút, tôi sẽ thực hiện cái trigger sau. Thì mình để cho nó giống hình với nhau thì mình copy cái hình này ra. Và mình sẽ đổi là cái nội dung bên trong. Bây giờ mình lấy là con số 5. Thì khi mình copy cái đối tượng này ra, nó copy luôn cả cái hiệu ứng nha. Mà lúc này cái hiệu ứng thoát này mình không cần click chuột nữa, mà phải thực hiện sau cái hiệu ứng xuất hiện ở trên nha. Nhớ nha, sau cái hiệu ứng xuất hiện trước, chứ không phải là cùng với cái hiệu ứng trước. Mình tiếp vào đây. Cái này cũng tương tự. Cái này cũng xuất hiện là sau cái hiệu ứng trước. Khi mình click chuột cái chữ điếm ngược này mất đi thì cái số 5 này nó xuất hiện. Đấy. Bây giờ nè, mình sẽ thực hiện thử nha, thực hiện thử, chạy thử. Bây giờ mình viết là chữ điếm ngược thì số 5 nó xuất hiện và nó mất đi. Điếm ngược nó mất đi, số 5 xuất hiện và nó mất đi. Đấy, như thế là mình mỗi như thế, nhưng mà phải chú ý cái chỗ cái thời gian. Cái thời gian là 0,5 giây. Đấy, 0,5 giây. 0,5 giây xuất hiện và 0,5 giây mất đi. Ở đó nó thành 1 giây, tức là nó xuất hiện và nó mất đi là 1 giây. Tương tự như thế thì mình sẽ copy, sau đó mình dán ra. Rồi mình đổi lại cái con số 5 thành con số 4 à. Rồi mình di chuyển dùng phím mũi tên hoặc con chuột để mình di chuyển cho cái hình của cái số 4 này nó hoàn toàn khớp. Khớp với cái hình số 5 à. Thì lúc này mình thấy bên đây cái hiệu ứng nó cũng copy theo, copy đối tượng, copy hiệu ứng, mình chỉ thay đổi con số thôi à. Tiếp tục như thế thì mình copy cái step số 4, đó là Ctrl C rồi Ctrl V ra à, mình sẽ đổi lại là thành con số 3, đồng thời mình di chuyển lại cho nó khớp với cái ảnh của số 4. Tương tự như thế mình sẽ copy rồi mình paste ra, đổi con số 3 này thành con số 2. Các bạn lưu ý là khi mình copy, ngoài copy cái nội dung của nó thì nó sẽ copy luôn các cái hiệu ứng à, trên cái thanh này. Hiệu ứng đối tượng là animation panel nó sẽ thấy xuất hiện này. Rồi tương tự như thế mình đã tiếp tục mình copy số 2, giờ mình đổi thành con số 1. Rồi một cái hình cuối cùng đó là mình để cái chữ là hết giờ nha, hết giờ. Mình cũng dịch chuyển cho nó khớp luôn, nhưng mà lưu ý cái chỗ hết giờ này là nó không mất đi, khi mình liếc chuột nó mất đi. Thì lúc này cái hiệu ứng mà thoát của nó mình cho liếc chuột. Đấy, bây giờ mình chạy thử nè, mình liếc vào cái chữ điếm ngược thì bắt đầu nó điểm là 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Như vậy là mình đã tạo cái đồng hồ điểm ngược nha. Nhưng mà lúc này thì mình không phải để cái chữ điểm ngược này nó nằm riêng, bởi vì mình để lên sau, mình sẽ cho nó ra phía trước nè, bằng cái send print wrong, cho nó nằm lên trên hết các đối tượng kia ha. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh gọi là cái hiệu ứng thoát này nó thực hiện khi nào. Hiệu ứng thoát khi liếc lên cái shape điểm ngược đó bằng cái hiệu ứng trigger, liếc lên cái shape điểm ngược trigger. Đây, lưu ý khi mình tạo cái trigger nó có như thế này thì nó sẽ nhảy xuống phía cuối, do vậy mình phải làm sao mình dịch chuyển các cái hiệu ứng mà mình đã tạo. Mình chọn và mình dịch chuyển nó xuống phía dưới cái hiệu ứng trigger này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thực hiện lại xem nó sẽ chạy như thế nào. Lúc này nếu như mình liếc bên ngoài là nó không có điếm nha. Khi mình đưa con chỏ chuột tới cái đối tượng này nó hiện bàn tay, có nghĩa là mình đã thực hiện cái trigger đấy, hiệu ứng trigger. Mình liếc vào thì lúc đó nó mới thực hiện các cái hiệu ứng tiếp theo à. Đấy, như vậy là mình tạo được cái điểm ngược. Nhưng mà như thế này thì cũng chưa đầy đủ, bởi vì
Ở ví dụ đồng hồ đếm thì mình nghe như đồng hồ, cái đồng hồ lúc lắc nó nghe cạch cạch cạch, thì mình có thể tạo cái âm thanh mình tạo cái âm thanh cho cái hiệu ứng xuất hiện, effect option, và tạo cái âm thanh gọi là click, âm thanh click nó nghe cạch 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 giống như cái đồng hồ lắc, đồng hồ con lắc. Ok, tương tự như thế thì mình sẽ tạo cái âm thanh cho cái tiếp theo. Thì giống như cái đồng hồ con lắc nó đếm cái thời gian, nó tạo cái tính chất sôi động cho cái trò chơi thôi, gây hào hứng cho học sinh và sinh viên. Thì đối với cái đồng hồ đếm ngược này, hạn chế chỗ là nếu như mình làm là thời gian nó hơi nhiều, cỡ phút vài phút cho lên thì nó rất là khó, nó làm nhiều đối tượng, thì lúc đó mình sẽ xử lý khác, có kỹ thuật, có cái đồng hồ khác. Mà nếu như khoảng 15 giây hoặc là 20 giây đảo lại thì làm được. Rồi cái hiệu ứng hết giờ. Rồi mình tiếp tục các bạn. Thì sau khi mình đã làm các cái khâu tạo âm thanh, thì cái file âm thanh mà hết giờ, cái tiếng chuông đó, tôi cũng có thể gửi kèm theo cái video này cho các bạn. Thì vừa nãy đã nói có cái hiệu ứng trigger cho cái hiệu ứng nhấn mạnh của cái đáp án. Tức là cái đáp án của câu này mình phải tạo một cái hiệu ứng nhấn mạnh, tức là hiệu ứng màu vàng, ví dụ hiệu ứng thay đổi phông màu chữ. Đây cái màu xanh bây giờ tôi chọn là thành cái màu đỏ này. Thì cái hiệu ứng này là mình tạo một cái loại hiệu ứng gọi là hiệu ứng trigger. Trigger này là khi liếc vào cái chữ đáp án nó thực hiện. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái sản phẩm của mình nó hoạt động như thế nào. Thì như đã nói ban đầu thì chủ yếu tạo ra các cái trò chơi, các cái câu trắc nghiệm và có cái phần thời gian đếm ngược. Thì đã tạo hiệu ứng trigger đếm ngược thì khi mình liếc vào cái chữ đếm ngược này thì nó mới thực hiện. Sau khi cái thời gian đếm hết thì mình liếc vào chữ đáp án thì nó mới cho đáp án. Đây. Đấy. Hết thời gian thì mình cho các bạn cái đáp án. Cái ý nghĩa của tạo đồng hồ đếm ngược là vậy thôi. Thay vì mình phải làm cái đồng hồ thủ công thì mình thực hiện cái sự đếm ngược, đồng hồ đếm ngược đó trên cái câu hỏi luôn, dùng cho nó sinh động, giống như các cái game show, các cái trò chơi. Nhưng mà cái này mình không có đòi hỏi cần phải phức tạp, phải lập trình hay sử dụng file lát gì hết, mà mình sử dụng ngay cái kỹ thuật trong PowerPoint. Nhưng mà nếu như các bạn mà không có am hiểu chắc về các cái đối tượng, hiệu ứng trên đối tượng thì mình cũng khó mà làm bởi vì cái vấn đề này nó thuộc về cái kỹ thuật nó hơi nâng cao. Nhưng mà cái video này tôi hướng dẫn rất là chi tiết, làm từng bước và cái ý nghĩa thực hiện như thế nào. Ngoài việc kết hợp với hiệu ứng trigger thì mình xử lý thời gian, xử lý thời gian cho mỗi loại hiệu ứng là như thế nào. Cái này các bạn lưu ý, tại sao nãy tôi thấy nó chớp hơi nhanh, cái này do mình copy nó chạy lại, cái nào phải chọn phải 50 mới đúng nha. Em copy mình chưa chọn nè, cái này chết delay phải 50 thì nó mới đúng là 1 giây. Nãy mình chọn nó nhảy lại 50. Hoặc là mình có thể chọn một lượt nhiều cái, ví dụ từ đây tôi chọn tới đây nè, giữ phím shift mình chọn lên 50. Ok, thì lúc này nó sẽ chạy đúng 1 giây, mà xuất hiện ngoài mắt đi là đúng 1 giây. Đúng như cái đồng hồ thời gian thật không? Ở đây là lưu ý các bạn, khi mà làm cái kỹ thuật này thì mình cần phải nắm chắc về cái hiệu ứng trên đối tượng. Hiệu ứng màu xanh, ở cây là hiệu ứng xuất hiện, hiệu ứng lõ là hiệu ứng thoát. Nhưng mà mình còn phải có lưu ý quan trọng nữa nè, khi mình liếc phải làm cái hiệu ứng nó có nè, ví dụ như thực hiện hiệu ứng khi liếc chuột, rồi bắt đầu với cái hiệu ứng trước, ví dụ trên này nè, tức là những cái hiệu ứng này thực hiện đồng thời lượt với nhau. Còn nếu như mình chọn cái start after previous, có nghĩa là cái hiệu ứng trước nó thực hiện rồi mới tới hiệu ứng này, ví dụ chữ đếm ngược nó mất đi thì cái chữ số 5 nó mới xuất hiện.
à, số 5 xuất hiện rồi mới tới cái hiệu ứng thoát của cái số 5. Thì mình phải hiểu được cái này. Ngoài ra thì mình phải có cái kỹ thuật, gọi là phải biết cái kỹ thuật tạo hiệu ứng trigger. Trigger có nghĩa là mình liếc vào cái đối tượng nào đó thì nó mới thực hiện cái hiệu ứng nhấn mạnh đó hoặc thực hiện à. Rồi cái chèn cái âm thanh cho cái hiệu ứng à. Một số cái kỹ thuật mà nâng cao. Cái này thì trong thực tế mình rất sử dụng rất là nhiều cho các thầy cô giáo tạo câu trắc nghiệm cho các học sinh. Còn ví dụ như để thi cái ứng dụng cơ bản thì cái này không có trong cái chương trình. Cái này chủ yếu làm để có một số các bạn học cái môn gọi là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Các bạn làm đề tài, làm bài tập. Và cái ứng dụng rất là thực tế là cho các thầy cô giáo mà dạy cho học sinh phổ thông. Mình đa số mình thường có cái câu hỏi trắc nghiệm, ví dụ mình có thể tạo ra một cái trò chơi đố vui để làm cho tiết học sinh động. Và ngoài những cái nội dung, cái hiệu ứng mà cơ bản mình đã làm thì mình tạo được cái đồng hồ đếm ngược có tiếng gọi là cạch cạch và tiếng chuông báo hết giờ, làm cho cái buổi học nó thêm sinh động. Thì đây là một cái kỹ thuật, một trong những kỹ thuật tạo đồng hồ đếm ngược. Thì cái video sau thì mình có thể quay cho các bạn cái đồng hồ đếm ngược mà nhúng cái file lát vào. Thì hy vọng là các bạn sẽ làm được cái sản phẩm này theo cái hướng dẫn của các video. Chúc các bạn là thành công và công tác tốt. Các bạn thấy hay thì cho video một like và có thể đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của kênh Tin học ứng dụng. Rồi, xin cảm ơn các bạn.